Việt Nam và Ấn Độ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và hiện đang là đối tác thương mại quan trọng của nhau. Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ cho rằng môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung, tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là rất thuận lợi. Chính sự thu hút đầu tư này đã khiến Ấn Độ trở thành nhà đầu tư lớn thứ 12 tại Việt Nam và thứ hạng này cũng sẽ được nâng lên cao hơn trong tương lai. 13 năm kể từ ngày sai tác khởi nghiệp tại Việt Nam vào năm 2001, từ một nhà máy chuyên gia công mặt hàng may mặc cho các thương hiệu thời trang châu Âu tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, doanh nghiệp Ấn Độ này đã mở rộng quy mô sản xuất với 5 nhà máy chính tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tạo công ăn việc làm cho hơn 4.000 lao động. Môi trường đầu tư thông thoáng, cơ sở hạ tầng đã được cải tiến rất nhiều, đã có nhiều cải cách trong chính sách đầu tư, tạo điều kiện thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là khâu cấp phép kinh doanh. Hơn nữa, với nguồn nhân lực dồi dào có tay nghề là một trong những yếu tố thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đối với chúng tôi, cũng được hưởng những chính sách ưu đãi về thuế từ phía chính phủ Việt Nam. Điều này hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, từ đó có điều kiện để tiếp tục đầu tư và phát triển. Không chỉ riêng Saitec mà hơn 20 nhà đầu tư cùng hơn 100 doanh nghiệp Ấn Độ đang đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được hỗ trợ và ưu đãi của chính phủ Việt Nam nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng thu hút đầu tư nước ngoài bằng việc xây dựng những mạng lưới doanh nghiệp lớn và xúc tiến thương mại quốc tế cho việc phát triển. Các doanh nghiệp Ấn Độ đã thành lập những dự án một cách đa dạng ở Việt Nam với tổng số đầu tư hơn 254 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng đầu tư Ấn Độ đạt khoảng 936 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi hy vọng rằng ngày càng nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Việt Nam. Phát triển kinh tế và phát triển ngành may mặc của Việt Nam tăng trưởng cao theo từng năm. Doanh nghiệp Ấn Độ thấy được tiềm năng rất lớn về thị trường dệt may tại Việt Nam và chúng tôi sẽ đưa ra nhiều ưu đãi để có thể cùng doanh nghiệp Việt phát triển thị trường này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chương trình giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp hai nước cũng đã được tổ chức nhằm tăng cường sự kết nối, giúp doanh nghiệp hai nước tìm hiểu nhu cầu thị trường, ký kết hợp tác. Mục tiêu đặt ra đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Ấn Độ sẽ đạt 7 tỷ đô la Mỹ. Đã có rất nhiều chương trình hợp tác song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam trước đây và trong tương lai đang có những bước phát triển vượt bậc, tương xứng với tiềm năng của cả hai quốc gia. Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2013 đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ kết quả này vẫn còn khiêm tốn, có thể phải đạt từ 20 đến 25 tỷ đô la Mỹ mỗi năm mới tương xứng. Bởi vậy, vẫn còn nhiều cơ hội hợp tác cho hai bên trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư. Hiện nay, quan hệ đầu tư giữa hai nước Việt Nam-Ấn Độ đã có những dấu hiệu khởi sắc. Mới đây, tập đoàn Tata Ấn Độ thực hiện dự án nhiệt điện Long Phú 2 trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ tại tỉnh Sóc Trăng. Tính đến tháng 5 năm 2014, Ấn Độ có 73 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 273 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, kim ngạch thương mại song phương đạt mức tăng bình quân 16% một năm và tăng dần qua từng năm. Điều này cho thấy Việt Nam và Ấn Độ đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau và cùng nhau phát triển.